anh ngủ quá ngủ vậy. Tới đâu rồi? Tới Củ Chi rồi. À, gì vậy anh Trận ơi, làm gì đi tới Củ Chi lần vậy? Thì tới nhà nhân vật của mình ở Củ Chi. À vậy hả? Dạ. Rồi rồi, để hai anh em mình chào cái nha. Dạ. À, xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Mà đúng không? Đúng nhà không? Ơi, đúng nhà đây nè, cổng này. Sao giống cổng... cái giường quá. Cổng. Oh, chào hai bà anh. Hello anh trời. Xin chào. Qua đi. À. Trời ơi, quá dễ thương luôn. Tình trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu hỡi linh hồn tha. Nói cho anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em? Nếu mình chia tay nhau, anh có buồn không? Hương, em nói gì mà lạ vậy? Tụi mình yêu nhau đã lâu rồi mà. Cũ của Lan đó mọi người. Ủa, tại sao lại gọi là người yêu cũ? Câu chuyện này dài lắm. Thật ra thì quý vị biết hôm Lan rất là may mắn, từ những ngày chập chững bước vào nghề thì Lan đã được đóng MV của anh Nguyễn Phi Hùng và đóng một cặp. Để anh nhận ra nét vẽ đầu tiên xóa nhòa bên bờ cách ngăn lòng chúng ta. Người yêu cũ của Lan đó. Bây giờ gặp lại tự nhiên thấy tim nó rung đinh này kìa. Thôi giờ thôi tôi đi về nghe, để cho hai người nói chuyện với nhau nghe. Nói với nhau về tình cảm nghe. Chương trình là phải có anh mới đủ cặp. Trời ơi trong này rộng quá. Cái vườn mình trồng trái cây sau này thì sẽ trồng các cái loại rau để mình vừa sinh hoạt, ăn uống. Cần gì chỉ cần bước ra vườn là có những cái cây trái. Đúng không? Hùng ơi, chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đó, trong một cái chương trình như vậy thì bao giờ cũng có một phần rất quan trọng, phần ăn, đúng không? À, ăn cơm. Đó là sở trường luôn. Em cũng có những cái món ăn, món ruột của mình đãi mọi người. Anh quyết định rồi, chuyển Ngọc Lan cho Nguyễn Phi Hùng. Dạ anh ở đâu? Anh làm tôi gì? Làm cái việc kệ tôi, ha. Vậy giờ mình đi vô anh nè. Bye bye, bye bye. Ủa, anh bỏ tụi em thiệt hả? Đi. Anh bây giờ anh chỉ có đi với em okay, thôi. Ok, vậy thì chút nữa gặp lại anh nhé. Thật ra là Quốc Thượng không hề giận hờn gì Ngọc Lan cả. Quốc Thường sẽ gặp một người rất đặc biệt. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng chuyển kênh nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm món tôm rang me. Và gà thì gà vườn thì mình sẽ làm gà hấp xả. Anh tính ra thì anh vào trong Sài Gòn anh lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Tính tới nay thì chắc cũng được hơn 20 năm rồi em. Lúc đó anh suy nghĩ như thế nào mà anh quyết định là anh vào trong đây? Sự thì nó cũng có một chút gọi là chấn động. Cũng là một cái kỷ niệm mà nó cũng hơi buồn buồn một chút. Khi đó thì anh cũng đã ra trường ở lúc ngoài. Lúc đó là mình học cái gì? Anh học ở trường múa hết 7 năm. Sau khi học xong thì anh cũng có công tác ở một cái đoàn ngoài đó. Thì công việc ngoài đó cũng không có nhiều. Thời gian rảnh ấy thì đôi khi mình lại hay vui bạn bè. Đôi khi là cũng để cho gia đình phải lo lắng. Mẹ anh cũng nhắc nhở, nhắc nhiều lần quá rồi. Đến khi mẹ không chịu nổi, lúc đó thì mẹ đã khóc. Cái lúc mà mình quyết tâm mà mình vô trong Sài Gòn mình lập nghiệp, bao lâu thì anh mới quay trở lại thăm bố mẹ? À, thường thường thì chỉ có vào những ngày Tết thôi anh mới về thăm nhà được. Và anh vẫn còn nhớ cái Tết đầu tiên. Khi mà anh về thăm nhà thì anh đã dành dụm được cái tháng lương mình làm được. Thì mình ngoài chuyện ăn uống thì mình tích lũy để mình gửi về phụ giúp gia đình. Thì lúc đó mình cầm về được khoảng gần chục triệu đó. Trời ơi, hai mươi mấy năm trước một chục triệu là nhiều lắm đó. À, thì mình về vui lắm tại vì là ba mẹ cũng có tin tưởng hơn. Đó, thành ra là đó là năm đầu tiên. Còn năm thứ hai thì không có được như vậy. Ủa sao kỳ vậy? Ủa em tưởng là mỗi năm nó phải nhiều hơn chứ. À, năm thứ hai thì chưa có chuẩn bị sẵn tâm thế là sẽ đi dạy ở đâu hết. Thì may quá có một cái công ty, đó là công ty mà anh gắn bó tới bây giờ đó. Công ty Tài Năng Mới mời anh với vai trò là một người huấn luyện vũ đạo cho các ca sĩ. Dạ. Đó thì lúc đó mình cũng có
một chút lương từ cái công việc dạy đó, nhưng mà nó không đáng kể. Cho nên là cái khoản tiết kiệm dành cho gia đình thì dường như nó cũng trở nên xa vời. Và đôi khi là có những cái giai đoạn mà anh làm việc cũng quên luôn cái chuyện mà gọi điện về thăm nhà giống như những cái lần trước nữa. Thành ra là gia đình lại hoang mang, không biết là có chuyện gì nữa đây mà sao không thấy con gọi điện về thì cũng lo lắng. Có một cái ngày mà anh vẫn còn nhớ mãi, đó là ngày Tết đó. Đúng ngày 30 Tết rồi mà anh không có gọi điện về nhà, rồi cũng chưa có xuất hiện luôn. Thường thường là mọi năm là anh sẽ về trước khoảng ngày 26-27 anh về rồi, nhưng mà năm nay thì 30 Tết tới gần hết ngày rồi mà chưa thấy xuất hiện nữa. Lý do tại sao anh không về? Thì lúc đó bắt đầu vai trò là một người ca sĩ, lao vào tập luyện rồi đến khi quên cả thời gian mà gọi điện rồi quan tâm đến gia đình nữa. Cha mẹ cũng giận rồi nhắn với hàng xóm là nếu mà Phi Hồng mà nó có gọi về á thì nói là gia đình tứ rồi. Có khi mà anh nghe từ cái người hàng xóm nhắn lại là anh thú thực là anh có một chút hoảng hốt, bởi vì mình thiếu một cái sự quan tâm đến gia đình thì mất sự kết nối cái. Thế là bị giận. May sao bay về vào đúng 30 Tết. Thì anh vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mà bước chân vào nhà thì người đầu tiên anh gặp là bố. Thì bố không nói gì hết, bố ôm chầm lấy bố khóc. Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy giọt nước mắt của ba đó. Và có lẽ là anh cũng không muốn nhìn lại lần tiếp theo, bởi vì là trong lòng anh làm gì làm anh cũng mong được thấy bố mẹ anh vui. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc thì mà bố nói là bố sợ con giận không có về. Tại vì là trong lúc mà nóng giận thì bố nói vậy thôi, khi mà con về rồi là yên tâm rồi. Mẹ gặp anh chắc là mẹ khóc nhiều. Cũng nén, nhưng mà mẹ cũng là một người mạnh mẽ lắm. Mẹ nói thôi, hai cha con đi tắm rửa thay đồ ăn cơm, về kịp đúng ngày là mừng quá rồi. Sau này anh có viết một bài hát Điểm tựa đời con, thì anh có riêng viết về những cái giọt nước mắt của cha, thì anh nhớ lại kỷ niệm đó. Đi ha, anh đang cần người ở luôn đây. Mình ơi, em đem ra như mình. Ok, anh mang ra liền. Nãy giờ anh thuận anh đâu ta? Sống chưa? Sống chưa? Anh ơi, nhắc tiền nhắc bạc đỡ lắm luôn á. Thiệt, mới vừa nhắc anh xong. Quá đây, quá. Trời ơi. Sao lại có vụ này đây? Có chứ, vô đây. Trời. Bất ngờ mà. Đó. Bất ngờ đúng không? Nè. Quá bất ngờ. Lan. Đây, người anh của anh nè. Đây là anh Minh. Đúng rồi. Bây giờ. Ngồi đi anh Minh. Trời ơi. Bữa nay em quá là hạnh phúc luôn, quá vui luôn. Trời. Có đại gia đình, Lan là cũng mười mấy năm rồi. Không. Cái này đúng là một cái sự bất ngờ mà rất là đặc biệt. Vì là anh Minh là người mà em thương mến nhất 20 năm rồi. Không những là anh là một cái người huấn luyện, một người thầy thường xuyên gắn kết trong các chương trình mà biểu diễn của em. Hôm nay em phải dành một cái lời khen đặc biệt dành cho anh. Sao nào? Này. Trước tiên, tại sao chúng ta lại có cái món gà này? Là nhờ ai? Nhờ anh. Thôi anh đã xạo. Em á, bây giờ em buồn đồng nghiệp của em lắm. Sao vậy? Đồng nghiệp em hay bỏ rơi em lắm. Hồi chiều lúc mà qua nhà anh là bỏ rơi em với anh một lần rồi nhớ không? Rồi bây giờ ăn xong mất tiêu, giờ em không biết đi đâu hết. Sao ta nói là đi mang đến sự bất ngờ? Sao anh không bàn với em? Nói xấu đồng nghiệp là tạo nghiệp. Đây, để xem coi sự bất ngờ này là cái gì. Mời mọi người xem qua. Ủa, cái này đẹp quá. Đây là Hà Nội này anh, chợ Đồng Xuân này. Đây là cái chỗ cái hồ này mà hồ này. Ủa? Trời ơi. Sao ra tận nhà em luôn. Đó. Ủa cái nhà thương. Nhớ nhà rồi.
Lúc mới đẻ ra thì nó đã khác người rồi. Người ta nói là nó có vòng hoa quấn cổ nên cũng chả hiểu thế nào. Sinh ra thì cũng khỏe mạnh mập mạp. Mập mạp. Cứ như là một anh Tây con. Bác về cho tóc dài lên chấm vai không ạ? Thế còn sau này lớn thì đi học thì đến lớp 6 thì đi. Bố này thì thích cho làm cái nghề gì đấy. Bác cũng thì tai biến xong bây giờ được như vậy. Thôi, thì là bác đi ra thi vào cái trường múa. Và bác này thích nghề thuật. Bản tất cả gia đình bác gái vậy thôi. Vẫn phục vụ bà con, hàng xóm, đôi nào cũng biết. Chắc là có cái gen của bố. Tự nhiên anh ấy quyết định đi thì mình cũng buồn, cũng sợ, buồn lo. Bác hoàn nào ấy đi trả, lúc nào anh ở nhà đi suốt rồi, lúc thì ghi âm, lúc thì ghi hình. Vâng, đi suốt mà. Có những lúc mà bố mẹ vào, nhưng mà cứ bỏ bố mẹ đi suốt cũng thấy ngại. Nào mong khỏe mạnh, người lúc nào cũng yêu công việc, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe chứ đừng có quá. Có những lúc mà quên cả ăn luôn. Điều mà mong muốn nhất bây giờ là lúc này là kể cả từ trước đến giờ không còn những người nào mong đợi gì. Gia đình ổn định để cho bố mẹ yên tâm. Dạ bây giờ hai bác cũng già rồi. Quá tuyệt vời. Bố cũng mới trải qua một cái trận tai biến mà cũng may mắn là có mẹ bên cạnh, là người chăm sóc. Tính ra là mình người ta nói là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Và thấy được những hình ảnh bố mẹ như vậy thì Hồng cũng hiểu được rất nhiều những điều bố mẹ muốn. Khi mà nhìn thấy bố mẹ còn khỏe như vậy, đó là một điều rất mừng, đúng không ạ? Thực sự để nói những lời yêu thương bố mẹ thì đôi khi nó cũng trở nên dư thừa. Bởi vì là bố mẹ là những người luôn luôn thấu hiểu con. Và có những phút mà con nói được với bố mẹ thì là những cái tác phẩm mà con gửi gắm cho hàng triệu người. Bố mẹ cũng chính là những cái người truyền cho con niềm tin về tình yêu đích thực, sự trung thủy, và sẽ cố gắng để làm cho bố mẹ tự hào. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm sao để cho bố mẹ cảm thấy yên lòng. Bởi vì là khi con hạnh phúc thì bố mẹ cũng sẽ thêm hạnh phúc. Những gì chia sẻ của Hùng rất văn minh, rất tinh tế, và trong đó nó là một sự chân thành dành cho một đại gia đình lớn ở ngoài Hà Nội. Trong cái bước đường mà trở thành ca sĩ, được tham gia biểu diễn nhiều nơi, thì cũng có những người đã xem em giống như là một người con, cũng có những câu nói làm cho mình xúc động vô cùng. Nói là sau này má có mất đi, con nhớ đội tang cho má nhé con. Thật sự là có rất là nhiều cái quan điểm sống của anh Hùng mà em cảm thấy là mình cần phải thay đổi để mà mình tốt hơn. Thôi bây giờ mình nắm tay cái để em đặt trái tim 4 người thành 1 đây. Thực sự là 20 năm làm nghề ít khi có giây phút mà nhiều thời gian để chúng ta có thể nói một cái hành trình, một cái chặng đường dài như vậy. Bởi vì em cũng không phải là cái người muốn nói về mình nhiều lắm đâu, nhưng mà em chỉ muốn cảm ơn những người đồng nghiệp dễ thương như Ngọc Lan, anh Thuận, anh Minh, và cảm ơn cả những người khán giả vẫn luôn âm thầm theo dõi Hồng. Xin cảm ơn rất nhiều.